Chiều ngày 11 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nền nhiệt trung bình phổ biến trên phạm vi cả nước trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 11 tiếp tục cao hơn trung bình khoảng 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc vẫn tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá. Ở khu vực Bắc Bộ, phía Bắc khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình khoảng 10% đến 30%, còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 5% đến 15%, trong khi khu vực phía Nam của Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ lại thấp hơn trung bình cùng thời kỳ nhiều năm khoảng 5% đến 15%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, có khả năng xuất hiện khoảng 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.